Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Ngay sau khi thực hiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi, các địa phương đang hướng dẫn hộ nuôi thực hiện các biện pháp để khôi phục ổn định đàn lợn. Xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn tích cực khắc phục ô nhiễm môi trường biển. Đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp nước sạch vì sức khỏe cộng đồng. Các địa phương phải theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn. Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 11 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Theo Thủ tướng Chính phủ, hiện nay sự phát triển của thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự bền vững, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa hợp lý, dư thừa sản phẩm nhà ở cao cấp, thiếu sản phẩm nhà ở xã hội và nhà ở giá thấp phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận người dân. Cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường bất động sản từ khâu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đến giao dịch bất động sản chưa đồng bộ, thiếu minh bạch. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động ra soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội. Thực hiện kiểm tra, ra soát, kiên quyết thu hồi đối với các dự án bất động sản đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm để đất hoang hóa. Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở phải triển khai xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội, hệ thống phòng cháy chữa cháy trong dự án và kết nối với hạ tầng chung của khu vực trước khi bàn giao nhà ở cho người dân theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa yêu cầu các địa phương triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC đối với hải sản Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước vẫn xảy ra 16 vụ với 26 tàu vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Hầu hết hồ sơ xác nhận nguồn gốc, nguyên liệu, thủy sản không đáp ứng được yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. 78% tàu cá chưa thực hiện việc nộp nhật ký và Ban Quản lý Cảng Cá chưa thực hiện việc thu nộp nhật ký, báo cáo khai thác theo quy định. Do đó, Bộ Nông nghiệp yêu cầu các địa phương phải quyết liệt hơn trong xử lý tàu cá vi phạm và đẩy nhanh việc thực hiện luật thủy sản đã có hiệu lực từ đầu năm 2019. Được biết, dự kiến cuối tháng 5 đầu tháng 6, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục sang Việt Nam kiểm tra và nếu kết quả không đáp ứng được các khuyến nghị của EC thì nguy cơ Việt Nam bị áp dụng biện pháp thẻ đỏ là rất cao. Đến ngày 24 tháng 4, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa đã có 10 xã, 1 thành phố công bố hết dịch tả lợn châu Phi. 11 xã, thành phố đã công bố hết dịch gồm Thiệu Trung, Thiệu Long, Thiệu Tiến, Thiệu Vũ, Thiệu Phúc, Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, Định Thành, Định Liên, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa. Theo hướng dẫn của Chi cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau khi công bố hết dịch, các hoạt động chăn nuôi, thú y, giết mổ, vận chuyển tiêu thụ và chế biến lợn, các sản phẩm từ lợn được hoạt động trở lại bình thường, được vận chuyển đem đi tiêu thụ ở nơi khác, tạo điều kiện để người dân tái đàn ổn định chăn nuôi. Ngay sau khi thực hiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi, các địa phương đang hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp để khôi phục ổn định đàn lợn. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành chăn nuôi, trong thời điểm này, các hộ nên cẩn trọng, không nên tái đàn ồ ạt sẽ khó kiểm soát về dịch bệnh. Khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, gia đình chị Hoàng Thị Mai thôn Duyên Thượng 1 xã Định Liên, huyện Yên Định buộc phải tiêu hủy 30 con lợn. Hiện nay sau khi công bố hết dịch, gia đình chị tiếp tục phun tiêu độc khử trùng chuồng nuôi, dự kiến sau 30 ngày nữa gia đình chị sẽ tái đàn lợn. Sắp tới nhà tôi thì cũng thứ nhất là chờ vốn thì cũng đang ít mà chờ có bao nhiêu lợn thì cũng đang nằm lại á, thì cũng chờ nhà nước và cũng để ủng hộ và cho nhà tôi thêm một ít á để mà nhà tôi mới quay lại để chăn nuôi. Để khôi phục chăn nuôi lại sau dịch đảm bảo an toàn, các huyện, thành phố đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục giám sát quản lý về con giống, thức ăn, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hướng dẫn các hộ tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại trước khi nhập đàn mới, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh, kết hợp chăm sóc tốt để tăng sức đề kháng cho đàn lợn, đồng thời hướng dẫn các hộ có thể chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang vật nuôi khác một thời gian để cắt đứt môi trường truyền lây của dịch tả lợn châu Phi sang lứa lợn mới, đảm bảo sản xuất an toàn, bền vững. Sau khi mà không còn điểm nào nữa thì về cái việc giao thương của các hộ xuất bán lợn thì nó cũng đã giải quyết được một phần khó khăn cho các hộ chăn nuôi. Còn đối với hộ mà đã bị như thế thì cho đến nay cũng chưa tái đàn.
và chúng tôi cũng thường xuyên tức là nhắc nhở các hộ để rồi phòng trừ, tức là phun và quét dọn chuồng trại khô, thì sau thời điểm và sau 30 ngày khi công bố hết dịch thì khi đó mới tái đàn. Song song với công tác tái đàn chăn nuôi ấy, thì địa phương cũng triển khai cho nhân dân để thực hiện các cái công tác tái đàn, coi như thế là nhập các cái lợn giống đảm bảo về chất lượng ở trên địa bàn và qua đã được qua kiểm dịch. Địa phương thì địa phương tăng cường cái công tác kiểm tra phòng chống dịch cũng như các cái công tác tiêu độc khử trùng trên địa bàn. Một tín hiệu đáng mừng là ngay sau khi công bố hết dịch, việc tiêu thụ lợn tại các địa phương đã ổn định trở lại. Đây là điều kiện để các hộ tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi lợn. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, khi đầu tư chăn nuôi lợn, các hộ nên thực hiện các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học một cách tổng thể thì mới có thể giữ được an toàn cho đàn lợn trước dịch tả lợn châu Phi. Thưa quý vị và các bạn, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn có 500 hộ dân làm nghề khai thác, chế biến thủy hải sản. Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm nhức nhối về ô nhiễm môi trường. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Trước đây, hầu hết các hộ chế biến thủy hải sản ở xã Quảng Hùng đều đào rãnh, xả nước thải ra biển, gây ô nhiễm môi trường biển và ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Nhưng đến nay, các cơ sở chế biến đã xây dựng hệ thống rãnh thoát nước và bể lắng xử lý nước thải ngầm, không xả thải trực tiếp ra biển. Ngày xưa thì là thường là về làm gấu cá, nếu không đầu tư vào thì có làm có thải ra biển, nhưng mà sang 2 năm nay thì gia đình có đầu tư vào để làm, tức là cống rãnh rồi là làm hầm chứa, hầm bể phốt chứa thì nó không ra môi trường. Chế biến của thủy sản ở đây đánh bắt về thì tức là người ta làm là môi trường cũng rất chi mà sạch sẽ. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường biển, từ đầu năm 2018, chính quyền xã Quảng Hùng đã tạo điều kiện về đất đai, chính sách để các hộ vay vốn, đầu tư hạ tầng sản xuất, có hệ thống xử lý chất thải, thành lập tổ giám sát, thường xuyên kiểm tra hoạt động các cơ sở chế biến, ban hành quy chế xử phạt đối với những hộ xả thải không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, xã Quảng Hùng giao cho các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền cho các hộ dân ven biển nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không đổ rác thải sinh hoạt ra bờ biển và thực hiện thu gom rác thải biển 2 ngày một lần. Hiện nay thì địa phương đang tăng cường vận động nhân dân là triệt để công tác thu gom rác thải trong hộ gia đình. Thứ hai là quan tâm đến cái việc chỉ đạo thường xuyên và có cái kiểm tra đôn đốc các hộ gia đình chế biến hải sản ven biển thì thực hiện tốt cái công tác xử lý nước thải, chất thải và không được xả trực tiếp ra cái môi trường. Tuy nhiên là để đảm bảo được cái triệt để thì cũng có thể nói là cần phải có sự tập trung cao độ hơn nữa của chính quyền, đặc biệt là ý thức của người dân. Thì có thể nói là nhân dân Quảng Hùng cũng đã bước đầu đã ý thức được cái công tác này. Giữ gìn môi trường biển sạch đẹp được xã Quảng Hùng xác định là nhiệm vụ lâu dài và còn nhiều khó khăn. Địa phương đang tiếp tục lồng ghép thực hiện với tiêu chí môi trường nông thôn mới, mục tiêu hướng đến xây dựng đề án bảo vệ môi trường biển bền vững. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết hiện đã có trên 15.000 nhà thuốc đã thực hiện kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu dược quốc gia, chiếm trên 80% các nhà thuốc trong cả nước. Hiện các địa phương đã phối hợp với các cơ sở cung ứng phần mềm trên địa bàn tổ chức tập huấn, cài đặt phần mềm, cấp tài khoản hướng dẫn cụ thể chi tiết cho các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn. Đối với quầy thuốc, theo lộ trình đến ngày 1 tháng 1 năm 2020 phải thực hiện kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu dược quốc gia. Theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, đối với một số trường hợp chưa thực hiện kết nối, Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, phân loại, xác định nguyên nhân để có hướng xử lý. Thời gian tới, Cục Quản lý Dược sẽ tổ chức các lớp tập huấn nhằm hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời khó khăn, nhằm đảm bảo tiến độ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Theo ngành Y tế Thanh Hóa, nhờ tăng cường giám sát xử lý kịp thời các ca bệnh truyền nhiễm, nên nhìn chung tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh thời gian qua được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dự báo nắng nóng tiếp diễn trong những ngày tới, nếu người dân không phòng ngừa tốt, rất có thể bị nhiễm bệnh và nguy cơ bùng phát dịch có thể xảy ra. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu cách phòng dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng, như giữ vệ sinh chung, ăn uống hợp vệ sinh, thực hiện tốt nguyên tắc ăn chín uống sôi, rửa tay sạch cho mình và cho con em bằng xà phòng trước sau khi ăn uống,
chế biến thức ăn, đi vệ sinh, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Không nên cho trẻ uống nước đá lạnh. Trong trường hợp sử dụng quạt máy lạnh, không nên để hơi lạnh luồng gió phả trực tiếp vào cơ thể trẻ. Thường xuyên vệ sinh khu vực sinh sống, phát quang bụi rậm, lật úp chai lọ, tránh để nước đọng tạo điều kiện muỗi phát triển để phòng bệnh sốt xuất huyết. Ngoài ra, các gia đình cũng cần theo dõi, đưa con em trong độ tuổi đi tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm phòng đủ 8 bệnh cho trẻ. Cho trẻ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống các loại nước trái cây nhằm bổ sung vitamin, khoáng chất giúp cơ thể tăng sức đề kháng, phòng bệnh. Khi có dấu hiệu mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Thanh Hóa hiện có 94,4% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó trên 50% dân số được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Để đạt được hiệu quả trên, một trong những giải pháp trọng tâm đang được triển khai ở nhiều vùng nông thôn là đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp nước sạch. Trước năm 2019, cũng như hàng trăm hộ dân khác tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, gia đình ông Nguyễn Văn Vang thường xuyên phải sử dụng nước mưa, nước giếng khơi không đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt cũng như trong cuộc sống. Nhưng nay, nguồn nước sạch đã về đến tận nhà ông. Từ khi mà ra dùng nước máy này thì cảm thấy là yên tâm hơn, rồi nước sạch hơn, rồi là cảm thấy mình dùng thoải mái hơn, an toàn cho sức khỏe này, rồi chắc cái đồ dùng nó sạch sẽ hơn. Nguồn nước sạch cho hơn 2.500 hộ dân thị trấn Hải Trung và các xã lân cận hiện được cung cấp bởi nhà máy nước Hải Trung do công ty xây dựng thương mại Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Đây là nhà máy được đầu tư xây dựng từ năm 2007 theo mô hình nhà nước quản lý. Sau 10 năm hoạt động, công trình đã xuống cấp, công nghệ xử lý lỗi thời và được bàn giao lại cho công ty xây dựng thương mại Thanh Hóa theo hình thức xã hội hóa vào năm 2017. Khi tiếp nhận, công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cải tạo trung tâm nhà máy, thay thế toàn bộ hệ thống máy móc, đường ống dẫn nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Qua khảo sát, thì cái vùng chúng tôi đang phục vụ với công suất phải cỡ 8.000 mét khối ngày đêm, mà nhà máy chúng tôi mới 2.000 mét khối ngày đêm. Chúng tôi đang trực tiếp làm việc với các ngành, thuê địa điểm và xây một cái cụm nhà máy mới. Thanh Hóa hiện có 34 nhà máy cấp nước sạch nông thôn đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, trong đó có 10 nhà máy do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa quản lý, 24 nhà máy do doanh nghiệp quản lý. Thực hiện theo cái xã hội hóa của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành thì cái việc mà các doanh nghiệp mà đầu tư vào các cái lĩnh vực cấp nước thì sẽ được hỗ trợ về đất đai, về tiền thuế cũng như là các cơ chế chính sách để cho kêu gọi các nhà đầu tư để vào đầu tư cho các công trình cấp nước phục vụ người dân nông thôn. Cấp nước an toàn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, đồng thời quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả, bền vững là mục tiêu chính để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của chính quyền các cấp, Thanh Hóa đang tiếp tục huy động người dân, doanh nghiệp đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra. Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng ví điện tử ồ ạt được mở ra, trong đó có nhiều ví điện tử ảo và nhiều lỗ hổng trong hoạt động của các trung gian thanh toán đã được phát hiện. Ngân hàng Nhà nước đang muốn siết lại các quy định liên quan tới việc mở ví điện tử. Thông tin đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết. Cuộc đua mở ví điện tử đang diễn ra khá rầm rộ. Thậm chí có nhiều cá nhân mở hơn 3 ví điện tử để được hưởng các ưu đãi như mua vé xem phim rẻ hơn, đặt xe taxi rẻ hơn hoặc thanh toán tiền điện thoại được giảm phần trăm nhất định. Tuy nhiên, lại xuất hiện tình trạng một số cá nhân sử dụng giấy tờ tùy thân giả để đăng ký thẻ ATM, tài khoản thanh toán tại các ngân hàng, sau đó bán lại cho người khác để sử dụng, có thể được sử dụng với mục đích bất hợp pháp. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước làm chặt hơn quy định mở tài khoản ví điện tử là điều cần thiết, việc chặn các tài khoản rác là điều hiển nhiên. Mỗi ví điện tử có chiến lược phát triển riêng nhưng phải đảm bảo được quyền lợi và bí mật thông tin khách hàng, đảm bảo sự minh bạch, lành mạnh giữa an ninh chủ quyền tiền tệ quốc gia, phòng chống rửa tiền. Báo Điện tử Sài Gòn Giải Phóng vừa có bài viết thông tin kháng sinh được xem là phương thuốc đặc hiệu để điều trị các bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Nhưng hiện nay, rất nhiều loại kháng sinh đang trở nên vô dụng do tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng. Có nhiều nguyên nhân khiến tình trạng kháng kháng sinh ngày càng trầm trọng. Trong đó, nguyên nhân chính là việc sử dụng kháng sinh tràn lan kéo dài và thói quen mua thuốc không cần đơn kê toa của bác sĩ.
Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Về phía Bộ Y tế cũng không ít lần cảnh báo về việc nhiều quốc gia phát triển đang còn sử dụng kháng sinh thế hệ 1 có hiệu quả, thì tại Việt Nam đã phải sử dụng tới các loại kháng sinh thế hệ 3 và 4. Thậm chí ở nước ta đã xuất hiện một số loại siêu vi khuẩn kháng lại tất cả các loại kháng sinh. Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua kháng sinh mà không có đơn của bác sĩ, tuyệt đối không sử dụng kháng sinh theo kiểu truyền miệng. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hàng loạt thí sinh được nâng điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 bị phanh phui, nhiều trường đại học lớn trên cả nước đã trả về địa phương các thí sinh gian lận, chính thức đuổi học những em này. Tuy nhiên, trong số những thí sinh được nâng điểm thì dư luận đang quan tâm là đến nay, 12 thí sinh được sửa điểm vẫn được một số trường đại học giữ lại học tiếp. Báo điện tử VOV có bài viết cho rằng, cần buộc phải thôi học 12 thí sinh được nâng điểm đang tiếp tục được học. Bài báo dẫn lời ông Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, nếu xét về khía cạnh đạo đức, trung thực trong thi cử, thì không thể chấp nhận được cho 12 thí sinh được nâng điểm tiếp tục học ở trường được. Ông Hoàng Ngọc Vinh, chuyên gia giáo dục cho rằng, những thí sinh được nâng điểm thi đều có tác động để được nâng điểm thi, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học nên buộc thôi học những em này. Đề cập đến vấn đề này, báo điện tử VTV dẫn lời tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ gian lận thi cử kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Đến thời điểm này, vẫn chưa có kết luận cuối cùng về những sai phạm của các thí sinh liên quan đến gian lận thi cử. Do đó, theo quy định của quy chế, trước mắt các thí sinh này có thể đăng ký dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Tuy nhiên, khi có kết quả điều tra cuối cùng, nếu thí sinh nào được chứng minh có sai phạm cho gian lận thi cử sẽ bị tước quyền thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy vào mức độ sai phạm. Theo thống kê của ngành văn hóa, cả nước hiện có hơn 40.000 di tích điểm tham quan, trong đó có hơn 3.000 di tích quốc gia và hơn 7.000 di tích cấp tỉnh. Điều đáng buồn là phần lớn các di tích này đều bị xâm hại bởi nạn vẽ bậy. Tờ Dân Chí cho rằng đã đến lúc cần phải gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn viết vẽ bậy lên di tích, điểm du lịch của một bộ phận du khách. Bài viết dẫn lời nhà lý luận phê bình mỹ thuật Nguyễn Đức Bình cho rằng các di tích thắng cảnh là di sản cha ông để lại. Đó không phải là một công trình kiến trúc đơn thuần mà chứa đựng rất nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử, tinh thần. Vì thế không ai được quyền xâm phạm. Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên cũng cho biết mọi hành động viết vẽ bậy lên di tích đều vi phạm luật di sản văn hóa và phải xử lý thật nặng tay để sớm ngăn chặn sự việc này. Bên cạnh đó, hành động này cũng sẽ làm biến dạng di tích. Điều đáng nói là nó sẽ làm méo mó đi những giá trị văn hóa và nét đẹp của đất nước Việt Nam trong mắt du khách. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến, trong tháng 4 năm 2019, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra xử lý 4.597 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền xử phạt hơn 4,5 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cơ động trong toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý quá tải trên các tuyến 280 xe, tước giấy phép lái xe 36 trường hợp, lập biên bản xử lý nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe, tạm giữ 92 xe, lập biên bản xử lý xe hết niên hạn, quá niên hạn sử dụng, tước giấy phép lái xe, tạm giữ 112 trường hợp. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập biên bản xử phạt 93 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp. Lực lượng cảnh sát đường thủy và thanh tra giao thông vận tải đã tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông, kênh và xử lý 12 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tai nạn giao thông xảy ra đối với trẻ em và học sinh ngày càng gia tăng. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này xuất phát từ sự quản lý lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm của các bậc phụ huynh học sinh. Chiều ngày 14 tháng 4 tại thôn Đồng Minh, xã Thành Thủy, huyện Tĩnh Gia, một xe tải trượt dốc và chạm vào xe máy điện chở ba em học sinh lớp 9 đang đi phía sau. Vụ va chạm khiến hai em học sinh trên xe điện tử vong, một em bị thương phải đưa đi cấp cứu. Chỉ sau đó vài tiếng, vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4, tại tỉnh lộ 56A, thuộc địa phận thôn Thành Quang, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, ba em học sinh đi trên một chiếc xe máy tự đâm vào cống ven đường, khiến cả ba tử vong tại chỗ. Đáng nói là ở cả hai vụ tai nạn giao thông này, các em học sinh đều ít nhiều vi phạm luật giao thông khi chở quá số người quy định. Trong vụ ba học sinh nam tử vong khi xe đâm vào cống, cả ba em còn không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định. Tai nạn giao thông diễn ra ở lứa tuổi học sinh có nhiều nguyên nhân, như các em thiếu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, không có kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống kịp thời. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa
vẫn là do sự quản lý lỏng lẻo và sự thiếu trách nhiệm của không ít các bậc phụ huynh khi tự tay giao cho con em những phương tiện các em chưa thể điều khiển một cách an toàn. Phần lớn các em học sinh hiện nay điều khiển xe đạp hay xe máy điện, thậm chí rất nhiều gia đình cho con dùng xe máy để đến trường. Đây là những phương tiện có tốc độ cao, các em học sinh lại thường xuyên vi phạm luật giao thông nên dẫn đến nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nói chung là học sinh đi thì sợ rồi, đi ẩu lắm, cứ lao thôi, mình đi xe máy thật sợ lắm. Đấy, cho nên là bây giờ chỉ có bố mẹ bây giờ chỉ có cho đi xe đạp. Chưa có con số thống kê chính thức, thế nhưng có một thực tế không thể phủ nhận. Tai nạn giao thông ở học sinh gia tăng trong những năm gần đây là do việc chuyển đổi phương tiện từ xe đạp, đi bộ sang xe điện hay xe máy của chính các em học sinh. Điều này có sự tiếp tay trực tiếp từ chính các bậc phụ huynh. Do đó, để hạn chế tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, bậc phụ huynh cần thay đổi nhận thức, kiểm soát chặt chẽ phương tiện đi lại và giáo dục để các em tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.